quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phê Bóng Đá. Sau đây là những tin chính sẽ có trong buổi sáng ngày hôm nay. Huấn luyện viên Iraq nói một câu khiến cả Đông Nam Á nổi điên. Vâng, xin kính thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày 16 tháng 11 tại cuộc họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Iraq diễn ra vào ngày 21 tháng 11 trên sân vận động Mỹ Đình, huấn luyện viên Iraq Resut Kassat đã đăng đàn phát biểu khiến cả châu Á loạn cả lên. Còn các đối thủ cùng bảng thì tức ảnh ạch. Cụ thể là ông Resut Kassat đã tuyên bố trắng trợn khi nói rằng ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, Iraq được xem là anh cả. Mục tiêu của chúng tôi là đánh bại tất cả đối thủ của Đông Nam Á để lấy tấm vé chính thức vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026. Thật sự không biết có phải là vì quá tự tin hay không, nhưng ông Resut Kassat đã không cần phải nghiên cứu các đối thủ cùng bảng. Ông Resut Kassat, huấn luyện viên Iraq khẳng định, chúng tôi là đội bóng số 1 của bảng F và chúng tôi đi đá để cho vui. Chứ tấm vé vào vòng loại thứ 3 thì chắc suất rồi. Chúng tôi không quan tâm đến đối thủ như Việt Nam, Philippines, Indonesia đến từ đâu. Iraq đánh bại tất cả để vô địch. Mỗi một trận đấu ra sân là Iraq mang mục tiêu chiến thắng và chỉ có thế mà thôi. Tuy chúng tôi có chút bất lợi khi phải thi đấu trên sân khách, nhưng điều đó không quan trọng. Chúng tôi vẫn giành chiến thắng dù có chút bất lợi nhỏ. Nên nhớ rằng Iraq chưa bao giờ thua Việt Nam và trận đấu ngày 21 tháng 11 cũng vậy. Thật sự thì Việt Nam quá khác biệt, họ quá yếu và hạng dưới của Iraq rất nhiều. Trước một đội bóng yếu kém về cả thể hình, thể lực lẫn chất lượng chuyên môn, đội tuyển Iraq sẽ thắng đậm đội tuyển Việt Nam để khẳng định sự thống trị của chúng tôi. Tôi thấy khá ổn khi Iraq vào vòng bảng với mục tiêu là ngôi đầu. Chúng tôi không ngán bất kỳ đối thủ nào ở khu vực Đông Nam Á, nhất là trận gặp Việt Nam sắp tới. Gặp đội tuyển Việt Nam ở trận đấu sắp tới, chúng tôi nghĩ là chỉ cần ghi 7-8 bàn, gì đó là đủ thôi. Nhìn các cầu thủ Việt Nam đá với Philippines và các trận đấu giao hữu của đội tuyển Việt Nam trong tháng 10 vừa qua mà chúng tôi thấy buồn cười. Đố ai nhận ra Việt Nam đá kiểu gì? Cứ bảo là các cầu thủ kiểm soát bóng nhưng có thấy kiểm soát gì đâu. Các cầu thủ chỉ chuyền đi chuyền lại vô hồn và chuyền về. Pressing thì chưa có pha nào thành công, tất cả thì đá như gà mắc tóc, không có một bài bản gì hết. Tôi không hiểu cách chơi của đội tuyển Việt Nam, một cách chơi đầy nghiệp dư, thiếu chuyên nghiệp. Chắc phải 30 năm nữa thì Việt Nam mới đạt được trình độ như chúng tôi bây giờ. Thực sự tôi không có ý khinh thường các đối thủ của mình, nhưng mà đây thực sự là sự thật. Họ chỉ chơi bóng với một cách duy nhất, đó là chuyền đi chuyền lại luẩn quẩn mà chẳng có thể thấm công rãnh gì cả. Không chỉ có huấn luyện viên Iraq Resut Kassat mà trên Twitter, người hâm mộ nước này cũng thi nhau cà khịa đội tuyển Việt Nam. Rất nhiều comment thiếu khiếm nhã về đội tuyển Việt Nam. Người Tây Á tin rằng họ sẽ giành chiến thắng đậm để dễ dàng thắng đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Mỹ Đình. Việt Nam chỉ có thể luẩn quẩn ở Đông Nam Á mà thôi. Ngay cả Thái Lan thì bao năm qua cũng là cái bóng của đội tuyển Việt Nam. Mà mãi đội tuyển Việt Nam cũng đã vượt qua họ được đâu mà ông mộng vào World Cup đầy làm gì. Quay trở lại với phần đội tuyển Việt Nam. Thì trước khi thắng Philippines, phong độ của đội tuyển Việt Nam ở trong thời gian qua không mấy ấn tượng khi thầy trò huấn luyện viên Philippe Roussier thua Trung Quốc 0-2, thua Uzbekistan 0-2 và thua Hàn Quốc 0-6. Trong khi đó, Iraq bất bại trong 5 trận đấu gần đây, thắng 4 và hòa 1. Đội quân của huấn luyện viên Resut Kassat được đánh giá cao hơn Việt Nam khi đang xếp hạng ở vị trí thứ 68 trên bảng xếp hạng FIFA, còn Việt Nam đang xếp hạng 94. Trong quá khứ, Việt Nam và Iraq đã từng gặp nhau 4 lần, Việt Nam chỉ có được 1 trận hòa, còn lại đều phải thất bại. Lần gặp gần đây nhất tại vòng chung kết ASEAN Cup 2019, Việt Nam đã để thua Iraq với tỷ số 2-3. Ở trận đấu này, đội bóng do huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đã hai lần vươn lên dẫn trước nhưng lại bị đối phương gỡ hòa. Ở phút cuối, Ali Anan có cú đá phạt hiểm hóc mang về chiến thắng cho đội bóng Tây Á này. Về lực lượng thì đội tuyển Việt Nam có nhiều khả năng có đội hình tốt nhất trong trận đấu trên sân Mỹ Đình. Hoàng Đức sẽ trở lại trong đội hình xuất phát tương tự là Đỗ Hồng Dũng và Quế Ngọc Hải. Trong khi đó, Iraq có nguy cơ mất đội trưởng Ami Atwan do không kịp bình phục chấn thương. Trước đó thì đại diện của Tây Á đã thiếu nhiều trụ cột vì nhiều lý do khác nhau. Đội hình dự kiến của đội tuyển Việt Nam gặp Iraq gồm có thủ môn Đặng Hoàn Lâm, Tấn Tài, Ngọc Hải, Việt Anh, Minh Trọng, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Văn Thanh, Tuấn Hải, Hoàng Đức và Văn Toàn. Trong khoảng thời gian gần đây thì phong độ của đội tuyển Iraq khá ấn tượng. Nhìn từ trận thắng 5-1 vừa qua của Iraq trước Indonesia, nhiều người có lý do để lo lắng cho thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier. Thế nhưng bóng đá không có sự tính chất bắc cầu, Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Huấn luyện viên Philippe Troussier cũng tính toán để mang về một kết quả tốt nhất trên sân Mỹ Đình. Đội tuyển Việt Nam sẽ không được phép mang những sai lầm như hàng phòng ngự của Indonesia đã gặp phải. Chúng ta cũng cần hạn chế những tình huống đá phạt gần khung thành của đội nhà nếu không muốn Ali Annan lại sút tung lưới Đặng Văn Lâm. Đương nhiên, các cổ động viên có quyền đặt ngôi sao hy vọng vào Hoàng Đức. Cầu thủ đã nạp đầy năng lượng sau một trận được nghỉ. Thật khó để chờ đợi một trận đấu cởi mở khi Việt Nam và Iraq đều không muốn rời chân. Theo như kênh Phê Bóng Đá chúng tôi thì chúng tôi dự đoán kết quả sẽ là 3-2 nghiêng về đội tuyển Iraq.
Còn các bạn nghĩ sao về tỷ số này? Hãy comment ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Và đây cũng là điểm kết cho câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.